Trong bài phát biểu tại lễ thăng cấp Phó Đại đốc Hải quân Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Tưởng niệm và Di sản Hải quân Hoa Kỳ US Navy Memorial and Heritage Center ở thủ đô Washington DC, ông Nguyễn Từ Huấn cất lời cảm ơn đến nước Mỹ đã đón nhận ông là một người tị nạn sau chiến tranh Việt Nam và đã cho ông một cuộc đời mới với hoài bão phục vụ cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn nhấn mạnh: It is a great honor to attain the rank of admiral, and I'm tremendously humbled to become the first. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được đề bạt lên cấp bậc Đại đốc Hải quân, và tôi cũng rất khiêm tốn để nói rằng được vinh dự là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong Hải quân Hoa Kỳ. Niềm vinh dự này thuộc về cộng đồng người Mỹ gốc Việt, luôn với tinh thần yêu nước, trách nhiệm, danh dự, quả cảm và trung thành với quốc gia Hoa Kỳ đã đón nhận người tị nạn Việt Nam. I am blessed to call America the richest, most powerful nation on earth home. Tôi rất vui mừng được đến và định cư ở Mỹ, một đất nước thịnh vượng và hùng mạnh. Nhưng sự giàu có mà tôi nhìn thấy không chỉ là về của cải vật chất, mà đó là sự hào hiệp và lòng nhân ái dành cho con người. Những người lính trẻ trong hải quân và thủy quân lục chiến ở đảo Guam đã giúp đỡ hơn 100.000 người Việt tị nạn, luôn luôn phục vụ với tinh thần hết lòng và tôn trọng. This is our America, a country built on service, kindness, generosity, opportunity. Đây là đất nước Hoa Kỳ của chúng ta, một quốc gia xây dựng trên nền tảng phục vụ, lòng nhân từ, sự hào hiệp và cơ hội, tự do, hy vọng và ước mơ. Những giá trị đó đã khích lệ cho tôi tham gia vào quân đội và được vinh dự phục vụ trong binh chủng hải quân, bảo vệ quốc gia và hiến pháp. Trong giây phút bày tỏ lòng biết ơn đến đồng đội, đến bạn bè, gia đình, thân nhân, đã yêu thương và hỗ trợ ông đạt thành tựu trong binh nghiệp là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đề bạt cấp tướng lãnh trong binh chủng Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn xúc động nói lời cảm ơn đến thân phụ và thân mẫu đã quá cố. To my mom and dad in heaven, I hope that I made you proud. Gửi đến bố và mẹ của tôi đang ở thiên đường. Con hy vọng đã làm bố mẹ tự hào. Con sẽ tiếp tục sống cuộc sống mà bố mẹ đã noi gương cho đến khi mất. Đó là cuộc sống của danh dự, can đảm, trung thành và tiếp tục gìn giữ di sản của mình rạng rỡ cho thế hệ con cháu. Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn cũng gửi lời cảm ơn đến chú thím ông Tú Nguyễn và bà Kim Chi đã thay thế bố mẹ nuôi dạy ông kể từ sau khi biến cố của gia đình bị thảm sát hồi Mậu Thân năm 1968. Mà chỉ duy nhất một mình ông còn sống sót vào lúc ông 10 tuổi. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến một người Mỹ gốc Việt. Chú của tôi là cựu đại tá không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã cùng thím của tôi, bà Kim Chi, đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi nên người. Chú của tôi giống như hàng ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa khác, đã cùng với những người lính không quân đồng minh Mỹ cho đến tận những giờ phút cuối cùng của cuộc chiến. Chú tôi đã hy sinh trọn cuộc đời của ông cho con cháu được có cuộc sống tốt đẹp hơn, được sinh sống ở một quốc gia tự do và tiếp tục tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong những ngày Tết Nguyên Đán Mậu Thân năm 1968, Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký thỏa thuận ngừng bắn 36 giờ đồng hồ để cho dân chúng đón Tết cổ truyền. Thế nhưng quân đội Bắc Việt dưới danh nghĩa Mặt trận Giải phóng miền Nam đã đồng loạt tấn công vào 41 tỉnh, thành phố, thị trấn và hàng trăm thị xã miền Nam Việt Nam. Thời điểm cuộc tấn công diễn ra vào lúc giao thừa và hàng ngàn người dân bị thiệt mạng. Trong các nạn nhân hồi biến cố Mậu Thân, cả gia đình gồm 7 thành viên của Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn bị thảm sát. Vào giờ phút định mệnh đó, cậu bé Nguyễn Từ Huấn bị thương, nhưng đã may mắn sống sót và mang theo ký ức bi thảm của gia đình trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vào hạ tuần tháng 6 năm 2019, Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ chuẩn thuận đề nghị của Tổng thống Donald Trump đề bạt Đại tá Nguyễn Từ Huấn lên cấp bậc Phó Đại đốc thuộc binh chủng Hải quân trừ bị Hoa Kỳ. Ngay sau khi thông tin này được chính thức thông báo, cộng đồng người Việt khắp năm châu hân hoan đón nhận và gửi lời chúc mừng đến vị tân Phó Đại đốc được chuẩn thuận Nguyễn Từ Huấn, với sự ngưỡng mộ ông như là một nhân vật huyền thoại và là một nhân chứng của lịch sử. Tại buổi lễ thăng cấp Phó Đại đốc Nguyễn Từ Huấn,
Rất nhiều khách tham dự chia sẻ cảm xúc của họ với AFA về vị tướng Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên. Thiếu tướng Lương Xuân Việt, binh chủng bộ binh Hoa Kỳ nói. Vài tháng trước mà nghe tin là Huấn sẽ được thăng chức lên đề đốc thì tôi rất là xúc động. Mà gần như là muốn ứa nước mắt luôn, tại vì tôi thấy không những là một người bạn, đồng đội mà cũng như là một người tị nạn với mình, với có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Mà khi mà tôi thấy những cái người như vậy mà có thể mà trải qua những cái thử thách trong đời sống, mà có thể bây giờ mà có một thời mà lên được tướng, là tôi nghĩ là cái giây phút này là không những là giây phút đặc biệt nhưng mà giây phút lịch sử nữa. Đại tá nghỉ hưu Tom Economy, một đồng đội cũ của Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn, bộc bạch rằng câu chuyện thương tâm của gia đình cũng là một động lực đối với thành tựu trong quân đội của vị tân Phó Đề đốc hôm nay. Today is a great day for America. Tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt diệu cho nước Mỹ khi Hải quân Hoa Kỳ đề đạt Đề đốc Huấn Nguyễn, một người Việt di dân đã vượt qua mọi trở ngại để trở thành một vị sĩ quan với nhân cách như ông. Thật là tuyệt vời cho người Mỹ. That's great for America. Cựu Hội trưởng Hội quân nhân Mỹ gốc Việt Đại tá Mimi Phan tâm tình rằng Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn là một tấm gương cho tất cả các thành viên của hội, đồng thời cũng là một người anh được rất nhiều người quý mến. Những cái đức tính của Đề đốc, ví như không bao giờ bỏ đàn em đằng sau, luôn luôn đồng hành chung để mà làm cho xong cái sứ mạng của mình. Và đây là cũng là ngoài ra cái đề đốc, nhưng mà trong lòng thì lúc nào cũng coi là như mà một người anh. Mimi lúc nào cũng coi anh là giống như một người anh của mình. Những gì mà anh dạy dỗ thì mình nghe. Thay mặt cho gia đình, ông Tú Nguyễn bùi ngùi xúc động chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do. Tôi cảm thấy rất là hãnh diện cho gia đình, hãnh diện cho Huấn và cho tất cả là những cộng đồng Việt Nam ở tị nạn, không những ở Mỹ mà ở tất toàn thế giới. Đó là một cái niềm vinh dự cho đất nước. Thành ra và cũng là một cái điều nói lên rằng thì là cái sự thành công của những người Việt tị nạn chúng mình không phải là những người nghĩa là thất trận và nghĩa là gọi là chịu và cái số phận. Vào đầu tháng 7 vừa qua, Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn cũng xác nhận với AFA một cuộc phỏng vấn ngắn rằng tuy là một nạn nhân của chiến tranh, nhưng ông tham gia quân đội để bảo vệ và bảo tồn những giá trị quý báu của nhân loại, đó là giá trị của một thế giới hòa bình. Thật sự là tôi không có sợ chiến tranh. Tôi ghét chiến tranh nhưng mà tôi không sợ chiến tranh. Tại vì tôi đã là nạn nhân của chiến tranh, tôi cũng đã là người đã từng tham gia trong chiến tranh. Cái chiến tranh nó đem đến những cái sự đau khổ, chia rẽ, tàn phá không những của con người không mà cả là môi trường và những cái thành phố, những cái gì tốt đẹp của con người. Nhưng mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội có dân chủ, có hòa bình, có nhân quyền. Thì tôi muốn tham gia vào đó, tham gia vào quân đội vì tôi muốn bảo tồn cái tự do, dân chủ, nhân quyền đó. Và đó là những cái mà nếu mà chúng ta không bảo tồn thì nó sẽ bị mất rất dễ dàng.